Chào tất cả các bạn nhé. Thì hai hôm nay là tôi cũng nghỉ đánh chung lườn. Thì hôm nay là hai chú cháu tôi là đi kích với cả đi đào lườn nhé. Hôm nay tôi sẽ đi đào lườn về để chú cháu tôi nhậu nhé. Bây giờ các bạn đi theo tôi nhé. Đeo bình vào. Cứ cạp được qua. Đục lên là có đấy nhỉ. Kiểu gì cũng có sộp ấy. Rồi lúc sẽ cạn đi. Để chú cháu tôi xem có kiếm được cái gì ăn. Đấy mới được con lửa nặng chứ. Có cuốc. Ngày xưa dưới đây thì nhiều, giờ thì phải làm ít rồi. Lươn lươn. Hút rồi. Này các bạn, lươn lên. Ngon quá. Lươn xuống cái lại được còn đây. Đấy. Dưa dưa. À thủ. Tôi cho vào thùng chưa. Lươn lên các bạn. Xuống mở màn. Đấy làm rác quá. Trong cái đất khô kiếm đau gần gần dễ bùn. Đấy, có hút. Có hút. Nhớ là ăn ra ngoài. Ui, đây các bạn, đuôi đây. Đuôi đây. Lươn đây. Lại gặp. Gặp đâu. Chặn đầu. À ngay. Ây. Ai chú. Hai em rồi các bạn. Đi xuống đất kia chứ. Sao đây là dễ. À chú rồi. Này nhá. Cái nó kích có được. Quánh nốt kích xong có sốt không? Đây. Quánh nốt xong rồi kích xem có sốt không? Có hút cơ. Có phải không hút. Đánh không? Mới có sốt nhờ. Đổ ngay đi cuốc về, qua các bạn ơi. Đấy, ngay xưa là tôi đi cuốc lên suốt đấy. Ăn ra ngoài luôn. Cứ ngay kịp rồi. Bộ à? Dài. Thế nên vướng cây gầy cho các bạn. Xuống tiếp. Đây sông đáy nhé các bạn. Rất rộng. Mấy cái tí chú cháu tôi thì
oánh ấy. Lấy một cục cơ. Toàn rác. Ủa rác gì vậy? Để hút thì xả thẳng. Ui. Con mảnh. Trái mình chỉnh. Đây các bạn, hút rồi. Đây nhé. Có nước giả đấy. Hút rồi. Lơi một cục cơ rác. Bạn việc lơi cho. Ăn rác quá các bạn. Lơi thử rác. Giờ này nước đợt ngập trên cầu chảy xuống. Ăn bớt ra ngoài rồi cả. Lắm rác quá. Được rồi, bỏ kia. Cảm giác lắm. Nấu ngay. Các bạn nấu ngay cũng cuốc mệt quá. Ngày xưa tôi đi kiếm nó là suốt này. Mới hôm cũng được 4-5 cân, 5-6 cân các bạn. Bây giờ là gì nó mệt. Hai chú à? Hai em. Cô trôi nước vào. Nước là có phẩm nè. Bùn xịt. Đấy, hai chú lên to rồi các bạn. Ở đây cô đã được cái kìa. Đi lấy xong rồi, ra đang kìa cua mới được. Để cháu đeo vào bánh nào. Đi. Ủa mệt quá các bạn. Như đây để đâu đó. Ở đây là kiểu gì xộp rút vào. Ui giá ngư. Rút phi to chi. Đây các bạn. Ui dù rất to nha các bạn, rồi Giáng ơi, to lắm. Ui. Như bạn tẩy mới còn liền này. Ai về lấy lưới Giáng. Nhưng mà sợ quan trọng nó yếu, sợ yếu điện. Nghe yếu điện. Có cá là không mấy thế kia đi. Nghe không có thấy chạy này. Đây. Hay tăng lên. Giang, im với chú tăng. Vắt cái nào nhỉ? Mấy thằng lời thì. Thế biết vận này có hai lúm này, một lúm mà vận bằng điện ấy, một lúm vận bằng súng. Thế quẹt à? Mạnh đấy mà mới lại. Ồ hay đấu nhầm. Ui các bạn. Ui. Nhưng mà mình yếu quá. Mình quá yếu. Hình.
Chết rồi. Đi. Chưa đi. Rộng quá. Thử mò thử nào. Bình ơi thì không chơi được. Ôi. Mọi hùm đánh ác lắm mà. Ôi. Ôi, nheo 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 nheo. Ôi chú. Nó ra ra rồi. Bình yếu quá. Ôi số nó chạy được cái kia thì. Đây. Mai ở mình về. Xác không? Hôm nọ nó nhà xác rồi chẳng. Không, chắc nó bỏ. Bỏ không. Nó kêu. Lời có lưới quầy là được. Nó liệu sụp có được. Sụp thì trên này nhỉ. Nó là không sạc. Nhớ nào. Mà hôm nay khỏe thế mà. Bình đây thì quất rồi.